Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Hiện cô đang sống trong một căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là món quà mà mẹ ruột tặng cho cô để con gái có tổ ấm, nơi đi về ổn định và mẹ con, bà cháu được quây quần bên nhau. Căn nhà có diện tích khoảng 600m². Khi mới mua, căn biệt thự này chỉ mới được hoàn thiện về cơ bản phần thô. Diệp Lâm Anh chi khoảng 2 tỷ đồng để sửa sang, mua sắm, thiết kế nội thất. Không gian sống của Diệp Lâm Anh được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, hiện đại với tông màu pastel. Phòng khách ít đồ đạc, thoáng đãng, được thiết kế nối liền với khu vực bàn ăn và khu vực bếp. Góc mà Diệp Lâm Anh thích nhất trong nhà là khu vực bàn ăn. Nơi này cũng được tận dụng để làm nơi livestream. Phòng bếp chứa nhiều ngăn kéo để lưu trữ tối ưu, gọn gàng, ngăn nắp. Phòng ngủ master của Diệp Lâm Anh được thiết kế trang nhã, phòng của các bạn nhỏ cũng được bài trí tinh tế và đẹp mắt. Sau đổ vỡ hôn nhân, có thể nói Diệp Lâm Anh đã có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Trong loạt ảnh được chia sẻ trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, cô được nhiều người ngợi khen bởi sắc vóc khi diện chiếc đầm ôm sát, khéo léo khoe hình thể và thần thái quyến rũ tràn đầy năng lượng.